Xin sư chỉ cho con cách đọc sách được tập trung thì như thế nào? 9 tuổi hả? 9 tuổi thì không biết là quý vị có thiếu cái số 1 hay không. 19 tuổi nhưng mà nó có một vài cái đề mục thiền chỉ. Nó một vài đề mục thiền chỉ như là đề mục Kasina. Thì nó có thể giúp cho quý vị tăng cường cái khả năng tập trung. Tức là đó, quý vị nên nếu như là 19 tuổi ha, nếu là 19 tuổi thì nên tham gia những khóa thiền tứ niệm xứ cũng được, nhưng mà sư đề nghị là những khóa thiền chỉ đó. Quý vị có thể tham khảo trong cái phần hướng dẫn đề mục Kasina của sư. Thì khi quý vị tu tập thiền chỉ, cái định của quý vị nó sẽ tăng trưởng, cái định của quý vị nó sẽ tăng trưởng và quý vị sẽ tăng cái khả năng tập trung vào vấn đề hơn. Thực hành đi rồi quý vị sẽ thấy nó sẽ giúp cho định của quý vị được tăng trưởng, và như vậy thì quý vị đọc sách nó sẽ tập trung. Còn nếu như mà 9 tuổi, mà 9 tuổi này chắc có là không biết là bé 9 tuổi thì tự gõ và theo dõi cái bài vấn đáp này được chưa, hay là mẹ theo dõi giùm. Mà 9 tuổi mà em bé con nít ấy, mà tới hồi sư lỡ có những câu hỏi mà 18 cộng thì không biết làm sao, nó cũng kẹt cho sư quá. Nhưng mà thôi thì bé, nếu mà bé 9 tuổi ha, thì tốt nhất á, là con ấy, nếu mà con là cái người hỏi, con là 9 tuổi đấy, thì con nên ngồi nghe chung với mẹ của con những cái câu hỏi vấn đáp của sư. Con nên ngồi nghe chung với mẹ của con hoặc là cha của con. Để chi? Để cho cha mẹ con biết được là cái gì mà con có thể nghe và những cái gì là con còn quá sớm để con nghe. Và nếu như con nghe thì đương nhiên sư biết bây giờ con nít lớn sớm lắm, nhưng mà có những câu thì phải nói là con nghe sớm không có lợi ích cho con, nó không, nó có hại ha. Còn nếu như mà con bây giờ con đang nghe đấy, thì sư trả lời cho con như thế này. Con chơi một cái trò chơi, chơi một cái trò chơi, con kiếm một cái tô, một cái chén, con chơi một cái trò đó là con đổ nước cho nó xăm sắp ấy, nó gần, nó gần tràn, nó gần tràn cái bát, ngoài Bắc thì gọi là cái bát, con kiếm một cái bát rồi con đổ nước cho nó gần, nó đầy cái bát, rồi con đi, con bưng cái bát. Con bưng cái bát, con đi tới, con đi lui, con đi tới, con đi lui. Có ví dụ con có thể con đi một vòng quanh phòng của con, hoặc con đi một vòng quanh nhà của con. Con đi mà con cố gắng, con tập trung, con làm cho cái bát đó nó không có đổ nước, nó không có vẩy nước ra ngoài. Đấy, con đi, con bước từ từ thôi, con không cần bước nhanh đâu ha. Con bước từ từ thôi, để con cầm cái bát, con cầm cái bát ha, con cầm cái bát, con đi. Để bước từ 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 để cho cái bát nó không có đổ nước ra ngoài. Đấy, con cứ đi như vậy. Con đi chừng một ngày thì con đi chừng khoảng 10 vòng, hoặc là con đi chừng khoảng nửa tiếng, hoặc một tiếng thì chắc hơi lâu, với con nít có lẽ hơi lâu, chắc con đi chừng nửa tiếng thôi. Mệt thì nghỉ, đi chừng nửa tiếng thôi. Đấy, con đi một vòng như vậy đó. Con tập trung và cái bát nước ấy, không có cho nó sóng sánh. Con đi và con niệm trong đầu cái câu này cho sư là nước 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 nước. Con chỉ lặp đi lặp lại một từ đó thôi, nước nước nước. Tay đi ha, tay đi, cứ đi đó, vừa đi đó, vừa đi vừa giữ cho cái bát nó thăng bằng, nó không có sóng sánh đổ nước ra ngoài. Thì một ngày con tập khoảng 10 vòng, hoặc là nửa tiếng, thì cái khả năng tập trung của con nó sẽ phát triển rất là tốt. Và khi đó khi con đọc sách ấy,
hoặc con làm bất kỳ một việc gì, cái khả năng tập trung của con á, nó cũng sẽ tăng trưởng rất là nhiều ha. Nhưng mà nhớ nhé, sẵn đây nói luôn, mấy bé mà lỡ có bé nào mà còn nhỏ thì mấy đứa nên ngồi chung nghe trả lời vấn đáp chung với cha mẹ, tại vì có nhiều câu thì mấy mấy đứa nghe nó không có nên, nghe còn sớm quá. Đó quay quay trở lại bé 9 tuổi à, thì đó con theo dõi với mẹ con ha. Đó, và con tập theo cái sư hướng dẫn ấy, thì mới mới đầu á, mới bắt đầu á, quay trở lại câu hỏi của con, thì mới bắt đầu thì con có thể nửa tiếng với con có lẽ nó hơi dài, thì con tập 10 phút cũng được. Giống như là bình thường mấy mấy đứa mấy bạn mà đi ở ngoài đấy, đi tập đàn rồi tập võ rồi tập nhảy tập này tập kia, thì con rèn cái khả năng định tâm của con, thì như vậy khả năng học tập của con sẽ rất là tốt, con sẽ tập trung vào cái việc đọc sách hơn, rồi con sẽ tập trung vào cái việc học hơn. Và một cái điều lợi ích nữa đó, sẵn có con thì xin nói luôn, đó là con sẽ rất mau học thuộc bài nha. Một cái điều lợi ích khi mà con tập ấy, con học bài á, học sẽ rất là mau thuộc, và khả năng nhớ của con nó cũng sẽ rất là lâu. Rồi khi con làm toán hoặc là làm những cái này cái kia đó, thì con sẽ không bị phân tâm bởi những cái bên ngoài. Cho nên cái việc mà sư hướng dẫn con ấy, nó sẽ giúp cho con học giỏi ha. Nhưng mà phải kiên trì cơ. Giống như là con đi học và tiếng Anh hoặc con học toán cũng vậy. Một ngày một tuần thì phải học bao nhiêu đó thời gian thì con mới giỏi được, chứ không lý nào mà con đi học thêm mà con chỉ học có vài buổi là con nghỉ mà con giỏi thì không có chuyện đó đâu. Phải kiên trì tập luyện nha. Và sư cũng mong là mẹ của bé thì giúp đỡ hỗ trợ bé ha.